Kính chào quý khán giả của Bồ Đề Phật Quốc TV. Rất vui mừng được chào đón quý vị đang lắng nghe chương trình Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc hôm nay có gì. Kính thưa quý khán thính giả, thứ bảy tuần qua, các học viên lớp sơ trung đẳng Phật học đã được thầy giáo Thọ Nguyên Tâm giảng hai môn lịch sử Phật giáo Nhật Bản và Phật giáo Triều Tiên trực tuyến qua Bồ Đề Phật Quốc TV. Kính mời quý vị và các học viên cùng tìm hiểu nội dung bài giảng sau đây. Phật giáo Nhật Bản trong thời đại Giang Hồ có rất nhiều biến chuyển đáng lưu ý. Thời này, hai chế độ áp đặt được chính quyền mặt phủ áp dụng liên kết với nhau nhằm kiểm soát toàn bộ Phật giáo. Đó là chế độ nhà đàn Việt và chế độ xin chùa công nhận, được thực thi hữu tương để thắt chặt kiểm soát các tự viện và tín đồ của Phật giáo nói riêng và tất cả các tôn giáo nói chung. Đây cũng là một cách để chính quyền nhận diện tín đồ Thiên Chúa giáo để dễ bề đàn áp. Một chế độ khác cũng được áp dụng song song là chế độ chùa chính, chùa con. Theo quy chế của chế độ nhà đàn Việt, các tự viện được phép quản lý các tín đồ tại gia một cách hoàn toàn. Mọi sinh hoạt về tín ngưỡng của các tín đồ như tang lễ, kỵ dỗ hàng năm, lễ bái, những ngày đại lễ, v.v. tổ chức sự đóng góp của tín đồ để hỗ trợ và nuôi sống các tự viện. Ngoài ra, đó còn là lý do để kiểm soát tín ngưỡng của người dân theo chính sách bài trừ Thiên Chúa giáo. Chính sách này đã khiến các tự viện có nhiều quyền hành hơn, tín đồ chỉ sinh hoạt trong phạm vi chùa nhà. Thay đổi chùa là điều ngăn cấm, lại phải có chứng minh thư do vị trụ trì chứng nhận. Nếu không sẽ bị xem là tín đồ Thiên Chúa giáo. Ngoài ra, tín đồ còn có nhiệm vụ hỗ trợ tài chánh, xây cất và bảo trì chùa của mình đang sinh hoạt. Chế độ xin chùa công nhận hay còn gọi là tự đàn chế độ nhằm mục đích cấm chế Thiên Chúa giáo cũng như phái không nhận không cho và ngăn chặn việc cải tông của tín đồ. Chính sách này đang chặt với chế độ nhà đàn Việt và là hình thức để bảo chứng số lượng tín đồ cũng như thu nhập nhất định của chùa. Với chế độ chùa chính, chùa con, mang tính giai cấp phong kiến, phân biệt giữa chùa chính, gọi là trung tâm bản sơn, với các chùa nhỏ trực thuộc trong hệ thống tự viện Phật giáo. Theo quy tắc, các chùa nhỏ cùng chung tông phái phải phục tùng chùa chính. Mọi nghi thức lễ bái, thờ phượng và cách sinh hoạt chùa con phải hoàn toàn đi theo chiều hướng của chùa chính. Thí dụ, tịnh độ chân tông, bổn nguyện tự hạ lệnh cho những ngôi chùa con phải thờ tượng thờ chính A-di-đà Như Lai bằng gỗ để phân biệt rõ rệt mối quan hệ này. Nhiều tông phái còn có chùa tổ, chùa chính còn có quyền bãi miễn chức trú trì của những chùa con hoặc cấp giấy chứng nhận tăng lữ trong việc hoạt động Phật sự. Chính quyền mạc phủ giang hồ trên hình thức thì cho các chùa chính có toàn quyền đối với những chùa con trực thuộc và các tự viện có nhiều quyền hành với tín đồ thuộc chùa nhà. Nhưng thật ra là một chính sách để kiểm soát toàn bộ Phật giáo. Những sinh hoạt của các tông phái và số lượng tín đồ thuộc tông phái đó. Những chính sách trên đã đưa đến lạm quyền của các tự viện và sự tranh chấp quyền kiểm soát tín đồ giữa các chùa con và ngay cả đối với chùa chính. Những tệ trạng như sự ngạo mạn của hàng tăng lữ đang mang lớp mũ bảo hộ của chính quyền mạc phủ, sự ta tháng của dân chúng phải sống theo quy luật của các chùa, sự mua bán giới danh của các cho các linh v.v. Vì vậy, cuối thời Minh Trị, chế độ nhà đàn Việt không còn được áp dụng mạnh mẽ như trước vì do nhiều ảnh hưởng xã hội và tư tưởng Tây Phương du nhập. Trong giờ học lịch sử Phật giáo Triều Tiên và cũng là buổi học kết thúc môn học này, thầy đã lược qua về sự phát triển của các tông phái được du nhập từ Trung Quốc và Nhật Bản, sự thăng trầm của Phật giáo dưới thời nhà Lý, thời kỳ cận đại
Phật giáo trở lại dưới thời Nhật Bản đô hộ và sau cùng là Phật giáo trong thời đại Hàn Quốc với sự du nhập của Thiên Chúa giáo và Tin Lành do ảnh hưởng văn minh Tây phương. Thì Giáo Thọ đề cập một số đặc điểm của Phật giáo Triều Tiên như thời điểm Phật giáo du nhập vào bán đảo Triều Tiên qua ba tiểu quốc là Cao Câu Ly năm 372, Tân La năm 384 và Bách Tế năm 528. Hàn Quốc còn lưu giữ một pháp bảo vô giá, đó là bộ Đại Tạng Kinh được khắc trên gỗ, hiện được giữ trong tàng kinh cát của Hải Ấn Tự. Ảnh hưởng cho giáo trong việc tang lễ thay vì theo nghi thức Phật giáo. Ngày nay, đại đa số các từ viện Phật giáo Hàn Quốc đều ở trong núi, trong khi đó Giáo hội Tin Lành và Thiên Chúa giáo thì phát triển mạnh ở thành thị. Một đặc điểm khác là Hàn Quốc có tông phái công nhận tu sĩ có gia đình, đó là Thái Cổ Tông. Phật giáo Hàn Quốc là Phật giáo tổng hợp của các tông phái khác nhau như Đại Hàn, Phật giáo Tào Khê Tông, Thái Cổ Tông, Viên Phật giáo, vân vân. Ngoài ra, Hàn Quốc còn có một đặc điểm nổi bật khác, đó là Tam Bảo Tự, ba ngôi chùa rất nổi tiếng. Thông Độ Tự, ngôi chùa tượng trưng cho Phật Bảo, nơi có an trí Xá Lợi Phật. Hải Ấn Tự, ngôi chùa tượng trưng cho Pháp Bảo, nơi có lưu giữ bộ Cao Ly Đại Tạng Kinh. Và Tùng Quảng Tự, ngôi chùa tượng trưng cho Tăng Bảo, là đạo tràng tu hành của chư Tăng. Tăng binh cũng là một đặc điểm của Phật giáo Hàn Quốc, do Ngài Viên Quang khởi xướng để bảo vệ quốc gia. Kính thưa quý vị học viên, theo thời khóa biểu mới của Ban Giám Viện, chương trình học của lớp sơ trung đẳng đã có thêm môn học lịch sử Phật giáo Việt Nam, lịch sử Phật giáo Tây Tạng và lịch sử Phật giáo Tích Lan. Đồng thời, việc Phật học có tăng thêm giờ học trực tuyến để chương trình học của các học viên chúng ta không bị thiếu sót. Ước mong toàn thể quý vị luôn tinh tấn trên con đường cầu tìm học hỏi chánh pháp. Hơn nữa, Thầy Giám Viện cũng tạo điều kiện cho học chúng các lớp cùng nhau tham gia tích cực trong việc tự học Phật Pháp và thể hành sự học qua chương trình thảo luận hàng tuần, được diễn ra vào 5 giờ rưỡi chiều thứ Tư và 6 giờ chiều thứ Bảy. Kính mong quý vị học viên cùng nhau học hỏi tham gia trực tiếp với phương thức giáo dục này từ chính tâm nguyện muốn hoàn truyền giáo Pháp đến muôn người mà người học Phật phải đi tiên phong. Rất mong quý học viên hãy kiểm tra email vào mỗi ngày để biết chương trình học sắp tới cũng như các thông báo cần thiết. Trân trọng kính mời quý vị hãy đón xem chương trình Dạy và Học của Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc vào hôm nay, thứ Bảy, ngày 27 tháng 6, từ lúc 3 giờ đến 5 giờ chiều. Thượng tọa Thích Nguyên Tâm sẽ tiếp tục giảng về lược sử Phật giáo Nhật Bản và bắt đầu cho môn Phật giáo Tây Tạng. Quý vị có thể xem bài giảng trực tiếp tại Bồ Đề Phật Quốc TV hoặc YouTube Bồ Đề Phật Quốc TV 57.15 Live và Facebook Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc. Ngoài ra, quý vị có thể nghe lại những chi tiết các bài giảng của quý giáo thọ cũng như các chương trình hoằng pháp khác tại trang nhà Bồ Đề Phật Quốc .org. Bồ Đề Phật Quốc tọa lạc tại 3404 Westminster Avenue, Santa Ana, California 92703. Trân trọng kính chào quý khán thính giả và kính chúc quý khán thính giả thân tâm thường an lạc.